Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe màu xanh Kawasaki cực kỳ đẹp luôn, vừa về cửa hàng. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, rất là lành bền, đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu với động cơ chỉ có 1.5 thôi. Đây là một dòng xe thực sự gọi là một mẫu xe hot, một mẫu xe với màu xanh Kawasaki hàng hiếm luôn. Và chiếc xe thì mang biển số Quảng Ninh 14A38412 ạ. Mazda 2 2016, động cơ 1.5 số tự động. Vâng, cực kỳ ngon, xe đẹp xuất sắc, bao zin toàn bộ từ keo chỉ cho đến máy số gầm bệ. Bao cam kết cho bác là không có đâm đụng, tai nạn ngập nước, và bao cam kết cho các bác là không có phạt nguội. Một dòng xe rất là lành bền, lăn bánh mới được có 6 vạn nữa, 6 vạn 5.000 cây. Và đây là một chiếc xe phải nói thực sự là được rất nhiều người yêu. Một chiếc xe phanh đĩa 4 bánh ABS an toàn, la răng đúc, lốp mới, xe cứng và không có lỗi lầm, bao cam kết test hãng cho bác thoải mái luôn. Vâng, một dòng xe thương hiệu đến từ Nhật Bản. Và đây là một dòng xe được sử dụng công nghệ Skytip, công nghệ tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất tại thời điểm hiện tại của dòng Mazda. Và Mazda là một mẫu xe thương hiệu thời trang đẳng cấp. Và mẫu Mazda 2 là một mẫu xe thực sự là bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam luôn. Vâng, cái năm 2015-16 mẫu này làm mưa làm gió tại thị trường. Còn bây giờ thì có nhiều kiểu dáng xe nó ok hơn. Thế nhưng mà mẫu xe này bây giờ các bác mua vào, nếu mà mua mới các bác cũng phải bỏ ra cái số tiền loanh quanh khoảng tầm 600, hơn 600 một chút thì các bác mới sở hữu được ngay một mẫu Mazda 2. Nhưng mà ở bên em Vũ Duy Ô Tô, chiếc xe này bên em bây giờ chỉ bán với cái giá là 408 triệu đồng ạ. Chỉ 408 triệu đồng chiếc xe Mazda 2 đẹp như này với màu xanh Kawasaki cực kỳ ngon lành bổ rẻ luôn. Xe cứng và cam kết các bác là không có lỗi lầm, bao cam kết zin nguyên bản nhé các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Đồng sơn xe đẹp và con này thì sơn zin còn 85%. Rất dày. Tôn vỏ của xe, kính của xe còn zin và toàn bộ kính của xe thì được dán phim cách nhiệt Lumax nhé các bác nhá. Về phần cản trước của xe thì đồng sơn đều, xe sạch sẽ không có lỗi lầm. Đấy các bác nhìn này. Đồng sơn đồng đều sạch sẽ luôn. Logo Mazda nổi bật, xe cứng cáp không có sơn xi này. Đấy các bác nhìn ạ, không có chảy xước luôn à. Đấy, đồng đều nhá, đồng cản đều luôn. Và dòng này là một cái dòng xe rất dễ dàng sử dụng, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và rất phù hợp với chị em phụ nữ văn phòng công sở. Đi những cái dòng này thì nó rất dễ luồn lách, đi lại trong những chỗ chật hẹp, không bao giờ phải lo chuyện là vướng bận và khả năng quan sát lái trước các thứ cực dễ dàng. Đấy, máy số gầm bệ còn zin nguyên. Hệ thống đèn của xe căng đét luôn này, sáng bóng luôn này, chỉ có tí bụi này thôi, còn đâu là không lỗi lầm nhá, bao cho các bác thoải mái luôn. Đấy, đèn halogen công suất là 55 và đèn dưới thì là halogen là 35 và tất cả các cái nhựa này của nó còn nguyên này. Đấy, xe này được cái bác chủ cái giữ gìn cẩn thận gần như là nguyên bản luôn, chưa có động chạm một chút nào. Đấy, còn nguyên bản, sơn xi sạch sẽ và không có lỗi nhá. Tôn cabo dày luôn này. Và xe này thì được gắn cảm biến áp suất lốp này, rồi màn hình nguyên bản này, tất cả các cái chức năng hoạt động thì hoàn toàn bình thường. Không lỗi, bao cam kết test cho các bác thoải mái luôn. Lốp trước là lốp Dunlop EC300. Và cái dòng này là lốp 2020 các bác nhá. Lốp 185-60R15. La răng của chiếc xe thì là la răng nguyên bản của dòng Mazda 2. Và phanh đĩa 4 bánh đấy, đầy đủ luôn, xịn xò. Tương đối là ok, có cảm biến áp suất lốp đây. Và cua lốp thì các bác nhìn lại, cua lốp nó đẹp căng như này mà. Và không có lỗi nhá. Xe thì đảm bảo cho bác là không có lỗi lầm, bao cam kết là không có đâm đụng ngập nước rồi. Đây là các bác yên tâm, gầm bệ cực sáng luôn. Bác tiếng là xe Quảng Ninh nhá. Nhiều bác thì bảo là xe Quảng Ninh thì mục ngoặt, nhưng mà đấy, cho bác xem ạ, mục hay không. Đấy, xe thì đã được bác chủ bác cái giữ gìn rất là cẩn thận, đi giữ ok, tôn vỏ này. Đấy, tôn của nó đấy. Vâng, dòng này thì tôn nó sẽ rất là mỏng, sơn mỏng, tôn mỏng luôn. Nhưng mà đảm bảo cho bác đấy là sơn zin nhá. Đấy, các bác nhìn này, đồng sơn xe đều. Đấy, căng đét luôn, không lỗi lầm. Đấy, và bầu gương chiếu hậu xịn xò. Con này thì thiếu mỗi cái là xi nhan tích hợp trên tay gương, nó lại đầm ở đây. Đấy, cái đấy là điểm trừ của chiếc xe. Còn đâu là bầu gương thì có chống mất trộm, chống bẻ nhá. Cái này đã rất là ok. Đấy, nói chung là cũng là một cái chi tiết ổn định cho các bác. Con này thiếu cái cửa sổ trời, nhưng mà Mazda 2 nó là như vậy. Vâng, tay nắm cửa này. Đấy, mở nhẹ nhàng. Và chiếc xe này thì có hai khóa khiển thông minh nhá, hai khóa còn nguyên này. Đấy, chỉ keo bao zin cho các bác từ trên xuống dưới luôn. Đấy, cho các bác xem, chỉ keo bao zin đẹp cho các bác này. Đấy, bao zin cho các bác toàn tập luôn nhá. Và ốc này còn nguyên dấu này, chưa có động chạm này. Đấy, còn nguyên này.
Tất cả các cái đầu ốc này còn nguyên sơn zin. Đấy, sơn zin này còn nguyên luôn. Tappy thì rất là sạch. Với cái này là phần độ này, rất đẹp. Đấy, phần độ này. Đấy, da này, sờ rất là mịn màng. Da sờ rất mịn nhá. Nhựa thì còn nguyên sần này. Đấy, đầu nhựa còn nguyên sần luôn. Kính điện một chạm nhẹ nhàng. Và toàn bộ là được dán phim cách nhiệt Nomad nha các bác nhá. Đấy, kính điện này nhẹ nhàng và lên xuống rất là nhanh. Đấy, khả năng nói chung là khả năng lên xuống của kính của con xe này thì rất là ok. Ổn áp luôn. Nội thất bên trong xe là sử dụng ghế da màu đen pha với đường chỉ đỏ, vải đỏ nha các bác nhá. Đấy, ghế rất là đẹp. Đấy, trần này bọc ni lông sạch sẽ xịn sò luôn. Trần nét căng luôn. Đấy. Và bên này các bác nhìn ạ, bản lề này. Ốc chưa ra, bản lề ốc chưa ra còn nguyên bản nhá. Và bên này anh thấy nào? Bản lề này, đấy các bác nhìn này, bản lề nó còn đẹp căng như này mà. Đấy, sáng bóng nhá, bên này cũng thế này. Đấy, các cái bản lề đây còn led căng luôn. Không có lỗi, đảm bảo cho các bác luôn. Đinh hàn này, các bác nhìn đinh hàn nó còn nguyên bản luôn này. Đấy, đinh hàn còn đẹp căng như này mà. Vâng, bên em thì có đội ngũ thợ đi test cho xe là đã 3 lần rồi. Nên là các bác yên tâm nhá. Riêng việc test đến 3 lần cho một chiếc xe sẽ đảm bảo cho việc chất lượng của xe luôn. Và bên em có cửa hàng thì lớn nhất cả nước, nên là các bác yên tâm. Về thương hiệu uy tín là làm ăn rõ ràng. Phần vô lăng tích hợp, đấy, phím tích hợp đầy đủ, có còi, có túi khí an toàn. Và chiếc xe này thì nó sẽ có hai cái túi khí, là túi khí người phụ và túi khí người lái ở ngay giữa phần vô lăng này thôi. Đấy, và được cái là máy số rất là êm. Hiện nay máy đang nổ đấy, em để nguyên máy nổ đấy, nhưng mà không nghe gì. Lăn bánh 6 vạn rưỡi nhá. Đấy. Tuy nhiên là con này thì có cái điểm trừ, đó là sàn này là sử dụng sàn hơi giá rẻ. Cái này là sàn 2D này. Còn dưới này là sàn xịn của hãng này, sàn Mazda 2 này. Đấy, sàn xịn này. Đấy, các bác nhìn này, lót sàn còn nguyên đẹp luôn nhá. Không có lỗi. Vâng, sàn còn đẹp luôn. Và chiếc xe này thì Mazda 2 là một cái dòng xe sử dụng ghế chỉnh cơ thôi. Nhưng mà ghế kia các thứ của xe thì vẫn là nguyên bản luôn. Chưa có độ đấy, chưa có độ chế gì cả. Chỉ keo bao đẹp cho các bác này. Đấy, các bác nhìn chỉ keo này, bao zin nhá. Cái này zin nguyên này, sơn zin này. Và ốc này chưa có ra, còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn ạ, tất cả các cái đầu ốc này nó còn nguyên nhá. Vâng. Dòng này thì được cái là tappy nó sạch. Đấy, ngon. Lành bổ rẻ, không có khoan đục gì cả, không có taxi dịch vụ. Vâng. Và đây, kính điện lên xuống rất là nhanh chóng. Cái khoảng ghế, hàng ghế thứ hai đấy ạ, thì cái dòng này là một cái dòng xe mà hatchback cỡ nhỏ, sedan cỡ nhỏ đấy ạ. Thế nên là cái khoảng ghế thứ hai nó cũng hơi chật. Tuy nhiên là cái khoảng này thì cũng thoải mái cho những ai duỗi chân. Người tầm khoảng 1m6, 1m7 là rất ok. Đấy, còn mét nào 1m8 thì khuyến cáo các bác là ngồi lên đằng trước nhá. Và khuyến cáo các bác ngồi lên đằng trước. Còn 1m6, 1m7 thì cứ ngồi đằng sau thoải mái. Chân duỗi cẳng thoải mái luôn. Đấy. Và cái dòng này là một cái dòng xe rất là ăn khách tại thị trường Việt Nam. Đấy, cửa đóng mở rất là nhẹ nhàng chắc chắn luôn. Cái màu sơn này thực sự là màu sơn hot luôn các bác ạ. Nên là bác nào mà thích thì đừng ngại ngần mà bỏ qua chiếc xe này nhá. Còn nếu mà các bác nào mới lý do là về hỏi vợ đấy, thì em bảo luôn là các bác cứ bảo vợ xem cái video này. Nếu mà cảm thấy thích thì cả hai vợ chồng phi sang bên em, trả giá sập sàn, sau đó thì xách xe về. Nói chung là xe thì bao chất cho các bác nên các bác yên tâm. Con này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó khoảng 5,8 lít với đường trung bình đã được định danh rồi. Logo này vẫn còn nguyên này. Đấy, đèn hậu của xe này thiết kế rất là đẹp và nhìn rất rõ ràng. Đèn hậu thì không có rạn nứt nhá, các bác nhìn này. Bầu đèn căng và không hề rạn nứt luôn này. Đấy, bên tài bên phụ cũng như nhau. Đấy, căng sáng luôn là không có rạn nứt luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Còn cản sau xe thì sạch sẽ đồng đều, sơn xi căng đét luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ, đồng sơn rất là đều luôn, cản sau đều đẹp luôn này. Đấy, và cốp mở này, nhẹ nhàng, cốp mở điện nhá. Đấy, chỉ keo bao zin cho các bác luôn. Bao zin bao nét luôn. Một mẫu xe vừa về cửa hàng xong. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá rất là mềm. Đấy, chỉ có 408 triệu đồng thôi. Nhiều bác nghe xong các bác bảo dân mình, ôi sao đắt thế. Thì đây ốc này chưa ra. Vâng, thì em cũng thông báo các bác là xe ngon thì khi mà mua thì chắc chắn là bác chủ bác ấy không có bán giá rẻ đâu. Các bác ấy bao giờ cũng bán giá rất là cao và kiêu lắm. Mua lại còn phải gần như là đi xin ấy, khổ lắm. Thế nhưng mà đúng là xe chất thì khi mà mua được chiếc xe chất vẫn sướng các bác. Bán cho các bác rất là yên tâm. Đấy, tất cả các cái phần này của nó còn đẹp căng luôn này. Không có lỗi lầm nhá. Đấy. À, kể cả là keo chỉ bên này đấy các bác nhìn này. Đấy, nhiều bác không cần phải nhìn đâu xa đâu, các bác chỉ cần lột thế này ra là các bác biết ngay chất xe ạ. Vâng.
Cái đấy là cũng là kinh nghiệm của xe. Em đi xem xe em chỉ có lột mỗi đấy rồi, lột nhẹ nhàng ra thôi, không cần phải xem nhiều. Mình chỉ cần nhìn cái đấy là mình biết ngay là có động chạm hay không rồi. Đấy, còn đồng sơn xe này đều đẹp lét căng luôn nhá. Đấy, các bác nhìn này, đồng sơn đều này. Đấy, không hề có lượn sóng nhá. Cánh cửa tôn vỏ mỏng luôn. Con này thì được cái là bác chủ cái không độ chống ồn, chứ nếu độ chống ồn nghe nó bình bịch cơ. Nhưng mà xe đi thì rất là êm và không có ồn. Đấy, lốp này cũng thế, lốp này thì nó hơi bẩn đi thôi, hơi bẩn bụi thôi, chứ còn lốp vẫn còn dày khự luôn nhá. Lốp dày mới luôn này. Đấy, các bác nhìn rãnh lốp nó dày này mà. Đấy, và lốp này thì là cũng là lốp EC300 của Dunlop ấy ạ. Vâng, 4 quả Dunlop 2020 được thay, và con này thì lăn bánh với 6 vạn rưỡi thôi. Chuẩn chỉ 6 vạn rưỡi nhá. Xe thì không có taxi dịch vụ và xe gia đình. Đi chạy rất là ngon. Đấy, chỉ keo bao đẹp cho các bác và không có lỗi. Đấy, ốc này còn nguyên này, tất cả dấu này, ốc này còn nguyên luôn. Đấy, không có động chạm gì cả. Vâng, một dòng xe thương hiệu đến từ Nhật Bản. Và dòng này thì chạy rất là sướng. Vâng, dòng này chị em phụ nữ đi thì phê vôi thôi rồi. Đấy, các bác cứ yên tâm, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Đấy, xe rất là ngon và cứng cáp luôn nhá. Và những bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869 158 926. Con này thì đảm bảo đẹp cho các bác luôn. Và đây, em sẽ mở khoang máy cho các bác để các bác cùng xem. Máy số bao zin các bác nhá. Đây các bác nhìn này, máy số bao zin luôn này. Đấy, ốc này, sáng láng luôn này, không có lỗi lầm này. Bao zin bao đẹp này. Đấy, số máy còn rõ ràng là sắc nét như thế này mà. Đấy. Vâng, và chiếc xe này thì nói chung là một chiếc xe khá là ngon, ổn định với cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ 408 triệu đồng thôi. Vâng, 408 triệu đồng chiếc xe này các bác nhá. Và những bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng bên em xem xe và trải nghiệm luôn. Đấy, xe ngon lành bổ rẻ luôn. Và xe thì bao zin toàn tập. Đấy, và những ai mà yêu thích chiếc xe thì mời các bác qua xem xe. Vâng, đó, Mazda 2 2016, bao đẹp, bao nét luôn. Xe cứng luôn và vừa về cửa hàng xong. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và nói chung là cái dòng này là một cái dòng xe chạy rất sướng. Vâng, phê luôn đó các bác. Nó nhỏ hơn Mazda 3, nhưng mà được cái là chạy sướng hơn là Mazda 3 nhiều. Thì nó rất là linh hoạt. Rất là linh hoạt luôn. Khả năng cua trong những cái chỗ chật hẹp rất tốt các bác nhá. Đấy, em đi chạy rất là êm. Và máy thì thực sự là gần như là không nghe tiếng gì luôn. Vô lăng trợ lái cực kỳ nhẹ nhàng. Đấy, có cam lùi cho các bác tích hợp trên màn hình. Đấy, đầy đủ luôn à. Và dòng này thì điều hòa auto luôn các bác nhá. Có điều hòa auto, cổng sạc đầy đủ. Đấy, có cả cổng 12V 20W này. Cổng sạc cao cấp và xe thì không có lỗi lầm. Đấy, bao test cho các bác thoải mái đấy. Bác nào mà yêu thích thì các bác cứ qua cửa hàng em xem xe trực tiếp luôn. Đăng kiểm con này đến tháng 2 năm 2023 nhá, còn rất là dài. Đấy, còn rất là dài cho các bác luôn. Đấy, gương kính có điều chỉnh điện đầy đủ. Đấy, có e-ding stop nhá. Hệ thống e-ding stop dừng đỗ này, và có hệ thống chống trơn trượt. Đấy, không thiếu một cái gì. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào, tạm biệt.